Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Dần, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày Bính Dần, tức chi sinh cho can, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa nhé. Và hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lô trung hỏa, kỵ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa độ. Ngày Dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp thân, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát, tốt về việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao Thanh Long, Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Cát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao cho xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Trong ngày cũng có một số sao xấu như là sao Kích Sát, Kỵ Xuất Hành, Cưới Hỏi, An Táng, Xây Dựng Về Nhà Cửa, sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành các bạn nhé. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Nam, Tài Thần, hướng Chính Đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo gặp kiếp tài gây rối, cho nên với bạn tuổi Tý dễ gặp phải cái sự mâu thuẫn với bạn bè hoặc là người quen xung quanh mình của bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý, dù bạn đang đứng ở cái vị trí nào, có cái vai vế ra làm sao thì cũng không nên quá độc đoán, bạn cần phải lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người trong ngày nữa bạn tuổi Tý nhé. Với bạn tuổi Tý trong cái ngày Chủ nhật này, khi bị mọi người hiểu lầm, bạn không nên nóng nảy hay là tức tối và đưa ra những cái cách giải quyết mù quáng, mà bạn nên hết sức bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề. Ngày này, những người thực sự yêu mến bạn sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ cho bạn, bạn tuổi Tý nhé. Trong cái ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc. May mắn là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày này lại có phần được tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn và người nhà rất chi là hài hòa và bình yên. Nếu gặp khó khăn hoặc là bế tắc gì đó, bản mệnh tuổi Tý có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, tin rằng hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc nữa rồi đó bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, mâu thuẫn với mọi người. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, không nên độc đoán. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn cần giữ bình tĩnh. Tử vi tuổi Canh Tý
thuộc thổ trao đổi với nửa kia tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, không nên mù quáng. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn tuổi Sửu có được một ngày may mắn trên cái lĩnh vực sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn có thể được chạm tay tới những cái cơ hội thăng tiến với nhiều mơ ước. Bạn hãy tự tin thể hiện cái bản lĩnh của mình cho mọi người biết bạn xứng đáng có được cái điều đó đó. Và bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, thế nhưng đôi khi còn quá cứng nhắc trong cái suy nghĩ của mình. Bạn tuổi Sửu, bạn cần phải cởi mở hơn để có những cái hướng suy nghĩ mới. Có như vậy thì bạn sẽ tìm ra được những cái cách giải quyết vấn đề đơn giản hơn rất chi là nhiều bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên bạn mệnh tuổi Sửu trong ngày này có thể phải chịu đựng cái sự ganh ghét của một số kẻ không muốn làm nhưng lại chỉ muốn hưởng lợi. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng nên phiền lòng và sao nhãng vì những cái kẻ như vậy. Bạn hãy bỏ những cái lời nói xấu ngoài tai bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn xuất hành đi xa thì cũng được thuận lợi, và bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt: hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông, để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có được những cái sao tốt chiếu mệnh như là sao Thiên Đức, sao Giải Thần, sao Thăng Long, sao Thiên Ân. Bên cạnh đó, ngày này Thiêu Khẩu Minh cũng là ngày thiên tài tốt, các việc xuất hành cầu tài đều được thắng lợi, được mọi người giúp đỡ, mọi việc đều thuận buồm bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim được thăng tiến, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy thể hiện được bản lĩnh, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa suy nghĩ cởi mở, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ chịu sự ganh ghét, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc không nên phiền lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc vượng. Cho dù bên ngoài xã hội, bạn tuổi Dần là người kiêu ngạo đến mấy thì khi về nhà, bạn luôn quan trọng người sẽ đi cùng mình tới cuối cuộc đời đó nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn thường tâm sự với cái nửa kia của mình những cái vấn đề gặp phải trong cuộc sống nữa rồi. Bạn mệnh tuổi Dần cũng là một người cha, là một người mẹ, hết lòng vì con cái. Bạn khá chi là nghiêm khắc, mong con cái sẽ sống có kỷ luật, nhưng cũng không quên lắng nghe những cái tâm sự của con cái nữa đâu đó bạn nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn hy vọng rằng con cái sẽ coi mình là một người bạn thân thiết nữa. Trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, những người hành nghề tự do sẽ nhận được tin vui về tài lộc nhờ có thực thần chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn nhé. Bạn tuổi Dần, bạn có thể đã cố gắng suốt cái thời gian qua, và đây chính là lúc mà công sức của bạn đã được đền đáp một cách
xứng đáng nữa rồi. Bạn tuổi Dần, bạn hãy sử dụng tiền bạc vào những cái mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình một cái món quà nào đó để động viên cho mình, bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, coi trọng nửa kia. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, yêu thương con cái. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, công sức được đền đáp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, tâm sự với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 5. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay dù có được cái sự giúp đỡ của tam hội, cho nên mọi công việc với bạn tuổi Mão đều tiến triển rất chi là thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Mão nếu như có cái kế hoạch thực hiện cái việc gì đó trong ngày hôm nay thì bạn hãy thực hiện ngay đi, đừng có chần chừ do dự nữa bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão, bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân vào ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người đã xuất hiện trước mắt bạn từ rất lâu rồi mà bạn không để ý. Và hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra giúp cho bạn tuổi Mão rất chi là hữu ích với bạn trong tương lai. Và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, nếu như bạn cảm thấy cơ thể có cái dấu hiệu bất thường, cảnh báo thì bạn nên sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe ngay, không nên kéo dài, nếu không sẽ bệnh tình càng ngày càng khó chữa, tốn kém lắm với bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc được tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, thực hiện mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, nên quan tâm đến sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, xác định được hướng đi. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 5. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày thổ khắc với thủy, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn không được mấy thuận lợi nhé. Bạn tuổi Thìn, bạn có thể sẽ cãi cọ hoặc là mâu thuẫn với nửa kia của mình, nguyên nhân có thể nằm ở việc hai người không đi tới những cái quan điểm thống nhất với nhau. Bản mệnh tuổi Thìn, bạn nên bình tĩnh, suy nghĩ thật cẩn thận và đặt mình vào cái vị trí của người ấy. Bạn hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại, nếu không bạn rất dễ nói ra những cái lời gây tổn thương nửa kia. Cái điều này khiến cho tình cảm của cả hai người lại càng rắc rối hơn, bạn tuổi Thìn nhé. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Thìn, bạn không nên để những cái chuyện ngoài lề, những cái cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng đến cái công việc khác. Nếu không thì bạn sẽ chẳng thực hiện được cái công việc nào cho tốt đẹp được đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn không nên xuất hành đi xa, nếu như có việc không thể tránh khỏi được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để tăng thêm cái vận may cho mình, bạn tuổi Thìn nhé.
Và tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, mâu thuẫn với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, làm việc cẩn thận. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, kiềm chế tính nóng nảy. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, không để cảm xúc ảnh hưởng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn suy nghĩ quá nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên với bạn tuổi Tỵ, dù là một ngày nghỉ với bạn, nhưng bạn đang có cái điểm báo sẽ đối mặt với nhiều cái loại thị phi trong ngày. Và bạn tuổi Tỵ ạ, nếu đó là những cái lời nói không đúng về bạn thì bạn hãy bỏ ngoài tai, sau đó hãy chứng minh bằng thực tế bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy xem lại cái cách ứng xử và ăn nói của bản thân mình. Có thể bạn tính nóng nảy và không biết kiêng nể ai cả. Cái điều này sẽ khiến cho bạn gây thù chuốc oán với mọi người. Bạn tuổi Tỵ, bạn hãy giữ đầu óc thực sự là bình tĩnh và tỉnh táo để cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cho nên cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay lại rất chi là hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những cái tâm sự của bạn và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cái cách giải quyết hợp lý cho mọi chuyện trong ngày bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, gặp chuyện thị phi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn cần phải chú ý ăn nói. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, dễ gây thù chuốc oán. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, cư xử hòa nhã. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tâm sự với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn rất chi là nhiệt tình nhé. Và bạn tuổi Ngọ, mỗi khi đã lập cái kế hoạch gì đó trong ngày là bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay được. Bạn cũng rất chi là sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Tuy nhiên với bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, dường như bạn lại đang hơi nóng vội quá mức. Bạn hãy suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì trong ngày. Đừng để một thời gian thấy khó khăn quá lại nghĩ tới cái chuyện từ bỏ đó bạn tuổi Ngọ nhé. Nếu mà bạn như vậy thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến nhanh được đâu luôn. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì sẽ nhận được cái sự đền đáp xứng đáng cho bạn. Trong tương lai, bản mệnh tuổi Ngọ có thể được cất nhắc lên cái vị trí thích hợp với cái năng lực của mình hơn, hoặc là được nhận một cái khoản tiền thưởng kha khá cho mình đó. Và ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn xuất hành đi xa thì cũng sẽ được thuận lợi và
Bạn đừng quên rằng hãy chọn hai cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang có được cái sự tác động của các sao tốt như là sao Thiên Đức, sao Giải Thần, sao Thanh Long, sao Thiên Ân, và ngày này thuận cho cái việc cầu tài lộc, khai trương xuất hành thì gặp được quý nhân, có người giúp đỡ, công việc cũng được thuận lợi bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, nhiệt tình với công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, tính tình có phần hơi nóng vội. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, không nên từ bỏ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn nhận được phần thưởng luận. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên bạn tuổi Mùi trong ngày này rất dễ gặp phải đào hoa dự trong cái chuyện tình cảm của mình nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy chú ý đến những cái đối tượng khác giới đang có cái ý định tiếp cận với mình. Có thể những người đó chỉ tiếp cận với bạn mệnh chỉ vì lợi dụng bạn mà thôi luận. Trong ngày này, đối với những bạn tuổi Mùi đã lập gia đình rồi thì bạn cũng cần phải giữ cái khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn để cái chuyện này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bạn tuổi Mùi nhé. Bạn tuổi Mùi, bạn hãy nhớ rằng chẳng có ai quan trọng hơn người thân của mình cả. Tuy nhiên, trong cái ngày này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi có phần nghiêm túc trong cái công việc của mình. Chính vì vậy mà bạn mệnh tuổi Mùi đạt được những cái kết quả rất chi là khả quan. Bạn nhận được cái sự quý mến của mọi người và có thể được thăng chức trong nay mai nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, chú ý người tiếp cận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, đạt được thành tích tốt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, quan tâm đến gia đình hơn nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Thân trong cái ngày Dần này, bạn sẽ phải làm việc rất chi là vất vả, có thể chẳng nhận được cái sự giúp đỡ của bất kỳ ai trong ngày nhé. Với bạn tuổi Thân, tích cực mà nói, bạn hãy coi đây là một cái cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Trong ngày này, bạn tuổi Thân, bạn cũng cần phải chú ý đến cái nửa kia của mình hơn, dành nhiều thời gian ở bên gia đình, chứ không phải là suốt ngày tụ tập với bạn bè và đồng nghiệp như vậy nhé. Bạn tuổi Thân, bạn đừng để cho khi cái tình cảm đôi bên nguội lạnh rồi mới hối hận không kịp nữa. Trong cái ngày này, nếu như bạn tuổi Thân có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi vào hai cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần,
hướng chính đông. Đây sẽ là hai hướng mang lại nhiều may mắn, giúp cho cái công việc của bản thân thêm phần được thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, không được thông cảm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, quan tâm hơn đến người nhà. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng lạnh nhạt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, coi trọng sự nghiệp đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dậu trong ngày này sẽ gặp nhiều may mắn khi bắt tay vào bất cứ cái công việc gì trong ngày nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn là người thông minh và nhạy biến, vì thế mà bạn nhận được cái sự tin tưởng của tất cả mọi người. Quản ngại gì mà không thể hiện cái điểm mạnh của bản thân mình nữa bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu là một ngày nghỉ, nhưng hôm nay bản mệnh nên dành cho mình cái khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn và không nên suy nghĩ quá nhiều cho cái sự nghiệp của mình. Bạn cũng biết thỉnh thoảng nghỉ ngơi để nạp lại cái năng lượng cho cơ thể mình là vô cùng cần thiết đó bạn tuổi Dậu nhé. Và trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cho nên bản mệnh tuổi Dậu không nên giấu tất cả những cái suy nghĩ vào trong lòng như vậy nhé. Tại sao bạn không tâm sự với nửa kia của mình, đó là người thân thiết nhất với bạn? Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có nghĩ rằng người kia không hiểu mình mà khép lòng lại như vậy nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng chính Đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này bạn cũng đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao Thiên Đức, sao Giải Thần, sao Thanh Long, sao Thiên Ân, cầu tài lộc được tốt, khai trương xuất hành thì gặp được quý nhân, có người lớn giúp đỡ, công việc được thuận lợi bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nên cởi mở hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, vợ chồng không hòa hợp cho lắm đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tuất biết rằng ngày hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với bạn mệnh tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn là người năng động, nhiệt tình nhưng lại rất dễ bị kích động, rất dễ bất đồng ý kiến với mọi người. Trong ngày hôm nay, bạn tuổi Tuất không nên múa rìu qua mắt thợ, bởi cái vốn kiến thức của bạn đang còn hạn chế lắm bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, bởi cái lời nói của bạn rất dễ gây tổn thương hoặc là mất lòng người khác lắm đó. Chắc hẳn bản mệnh tuổi Tuất cũng không muốn một cái hành động bộc phá nào của mình mà lại gây ra những cái tác động tiêu cực cho cái mối quan hệ của mình về sau này nữa đó bạn tuổi Tuất nhé.
Và ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này làm cho cái phương diện của bạn tuổi Tuất tình cảm không được tốt cho lắm. Bạn và nửa kia đang có cái sự mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Có lẽ bạn tuổi Tuất bạn cần phải hạ bớt cái sự nóng nảy hơn và đặt mình vào cái vị trí của người khác nhiều hơn trước khi nói ra những cái lời tổn thương lòng người khác như vậy đó nhá. Ngày này nếu như bạn tuổi Tuất xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình đó. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, năng động, nhiệt tình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, rất dễ bị kích động. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, hành động bộc phát. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn cần phải giữ gìn cái mối quan hệ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày có nhị hợp phù trợ, cho nên mà bạn tuổi Hợi trong ngày này rất được mọi người yêu mến nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn mệnh là người có tính tình hiền hòa và biết quan tâm, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bạn. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, khi bắt tay vào làm cái công việc gì đó, bạn cũng luôn giữ cái quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ. Thành tích mà bạn đạt được phải dựa vào cái sự cố gắng của chính bản thân mình. Bạn rất khinh thường những kẻ giả tạo, chỉ lân la làm thân với người khác để kiếm lợi cho bản thân mình đó nhá. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi có phần được khởi sắc. Cái quan hệ giữa bạn mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống nữa rồi. Và mỗi khi gặp khó khăn, bạn tuổi Hợi, bạn cũng tin người đó, tìm người đó luôn ủng hộ mình nữa đó nhá. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, được mọi người quý mến. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thủy, gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tin tưởng nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.